Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Ăn vô cái là biết vị, quan trọng là bé Kiều có đoán đúng không thôi. À, cái này nó cũng bỏ vô tủ lạnh. Rồi hôm nay nó cũng cứng lại. Màu gì? Nhưng mà nó không có vị. Màu. Tại sao tôi thấy màu mà tôi biết? Trời ơi, ăn. Mày biết cái đó. Nó nhớ ra cái màu gì, ăn mà biết rồi hả? Diễn tả bằng chữ. Giống như tôi ăn trà xanh, tôi nói nó màu xanh, hiểu không? Cái này nó cảm giác nó vô vị thì chắc là màu đen thôi. Thương sao? Đúng rồi. Hay quá. Trời. Yes. Tuyệt vời. Quá thông minh. Trí não em ơi. Xuống rồi, quẹo phải kìa ơi, Ôi, lên tới chút. Đúng rồi, giữ thế đó luôn Kiều. Giữ thế đó, diễn tả luôn. Cái món gì mà nó sền sệt mà giống như là khoai lang với lại đậu xanh rồi quến với lại bột vậy đó. Nó cái món gì mà kỳ quá à. Tiếp tục đi em, thông tin thêm. Không biết rồi. Đổi luôn. Mình đứng đó mình nhìn mà cũng không biết cái đó cái gì nữa mọi người. Sao mà kịp biết được. Rồi cái đó ăn ống tre rồi, đừng ăn ống tre. Đừng ra các bạn. Rồi cái đó ăn ống tre rồi, đừng ăn ống tre. Đừng ra các bạn. Trời. Từ, Nagif là người đã dẫn dắt em đi tập tạ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em vẫn còn tập, Nagif đã nghỉ được một năm. Em đâu? Em đi. Rồi. Dạ, xin mời anh qua đây. Phía trước anh là món ăn. Dạ. Thì đầu tiên thì mình cũng cảm giác là tim mình nó khá là tim chuột bạch. Thì mình cũng không sợ lắm. Mình chỉ sợ vào gặp những cái món mình chơi mình ăn thôi. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh đứng qua trái nửa bước. Mày ăn. Rồi, cúi xuống. Mày ăn. Tiến lên xíu. Gương thả lỏng chân. Phải ăn à, phải cắn nhai và nuốt à. Phải cắn được nhai và nuốt. Dương ơi, nghe anh này. Em đây anh ơi. Bánh gì? Người ở Việt Nam mình nổi tiếng là bánh. còn chữ còn lại. Một món ăn buổi sáng mà tất cả người Việt Nam ai cũng ăn hết á. Đằng sau chữ bánh là gì? Bánh mì á. Một chữ thôi. Mì. Đúng. Khá là trơn tru. Chắc là mấy món sau nó cũng xung quanh mấy cái món mà mình đã từng ăn và mình từng trải nghiệm. Qua trái Dương ơi. Qua trái nữa. Rồi. Mày ăn đi. Tại vì luật chơi là mình không được chạm chân xuống đất. Nên mình làm sao mình còn phải gồng người mình lên để mình làm sao giữ được cái chân ở trên không nữa. Nên là nó hơi phân tâm một chút. Rồi, Dương đầu lên, Dương qua trái. Đúng rồi. Cắn đi. Đúng rồi. Ê, đợi nuốt cái này là xong luôn á. Ê Dương, em nói đi Dương, đừng ăn nữa Dương. Ngon quá. Anh nghĩ Dương nó mít đang đói á mọi người. Ăn quá, anh ăn quên tả luôn. Lúc đấy ăn xong chỉ biết là hột gà thôi, không biết là cái gì khác luôn. Mặc dù biết là trong đấy nó có một cái tương gì đấy nhưng mà không thể tưởng tượng được. Cái của con. Cái gì đấy? Dương ơi. Ngon quá, ăn tiếp rồi. Của một con gia cầm. Gà. Rồi, cái của con đấy. Cái của con đấy? Ừ. Anh cũng không biết được em ơi. Dương, tọt ra ấy. Hả? Ui, Dương thực sự cái mô tả phong phú lắm Dương ạ. Mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cách gọi là dễ nhất để có thể nói được cái tên của cái món ăn đấy. Tọt ra. Chúng ta. Chưa. Đây là một món ăn nha các anh ơi. À, nước in lên. Trứng ngon vịt lộn. Đáp án chưa chính xác. Mô tả đi. Em ăn em thấy nó sao Dương? Nó ngọt. Em đừng ăn nữa Dương ơi. Nó ngọt. Tại sao con cái gì của con gà nó tọt ra mà ngọt? Tôi không trả lời được cái đó là cái gì luôn chứ đừng nói anh Tú. Không, cái đấy đúng rồi nhưng mà bây giờ nó chế biến thêm nữa. Qua đi, chúng ta mất thời gian. Chế biến thêm. Qua đi. Qua đi rồi lát dòng lại. Khi bị bịt mắt lại rồi và còn cõng bạn ở trên lưng á thì chỉ ăn cái món ăn đó vô miệng đôi khi mọi người sẽ có thể đoán được nguyên liệu là gì nhưng mà còn cái món đó tên là gì và chế biến ra làm sao thì đôi khi là mọi người chưa có biết. Rồi anh Tú tiến tới qua trái.
Cái này dễ Tú. Em ơi. Em đây. Nó ngọt. Vâng. À, thì thằng Minh ơi, ngoài Bắc mình có một món. Vâng. Trước là chữ xôi, sau là chữ gì? Trước là chữ xôi á. Khó khó quá anh ơi. Anh Tú ơi, anh phải ăn cái cái. Ăn cái cái anh mới biết được, anh mới biết được. Sao có những cái Tú thông minh mà sao có những cái kỳ cục luôn á. Cái nhà đam dễ vậy không tả được. Trời đất ơi. Ăn cái mày đang tả sai đó Tú. Đó. Em ơi. Em đây. Không biết tả cái này như nào. Đồ đất mặt nạ nè, chè, đậu xanh nấu với cái gì nè. Trời nó dễ ẹt luôn mà ăn vô biết liền. Không thể biết được cái đấy là món gì. Mà qua đi chứ tao mất thời gian Tú ơi. Qua đi lát chồng lợi. Đổi món đi, lát chồng lợi. Rồi Dương qua trái một bước em. Rồi mời xuống. Ít thôi nha, ít thôi ạ. À. Xíu xíu vừa phải thôi. Anh ơi. Cái này ăn buổi sáng gọi là quẹt vào bánh mì ấy. Ba tê. Không. Cần giống không. Em tả cái vị, em tả cái vị đó. Nói chung là nó có cái mà. Nó có vị gì? Mayonnaise. Không. Quẹt vào bánh mì mà nó sữa ông thọ. Lúc đấy là Dương đang còn chạy chữ nên là mình sẽ nói luôn. Đúng cái nào thì đúng. Không, đồ tây á. Em tả cái vị nó, em tả cái vị nó đi Dương. Ngọt hay là như nào? Hơi ngọt một tí, nó hơi sệt sệt đấy. Màu gì? Em ăn cái này em đoán là màu vàng. Vị giác của mình là cái thứ tốt nhất của bản thân mình. Tuy nhiên, hôm đấy mình cảm thấy rằng mình khá là ăn hại. Đã qua 5 phút, xin thông báo, đã qua 5 phút. Vẫn tiếp. Tú ơi, anh nghĩ mình qua rồi, cái rồi, cuối rồi. Đi Tú ơi, cái này anh thấy rồi, là khó rồi, đoán lắm rồi. Luôn nhìn vô nhưng luôn tưởng là cái gì ấy nó sắp đến đèn cày á. Nhìn thì nó có vẻ gì đó rất là sôi. Nhưng mà nó là chè bưởi. Chả biết cái gì. Không biết cái này khó biết quá. Mọi người phải ăn thử mọi người mới biết được cái vị của nó. Khác hoàn toàn luôn. Đổi đi em ơi. Đổi. Gia đình anh chưa ăn này bao giờ. Mình chưa từng ăn chè bưởi như thế hết mọi người ạ. Nhìn mà mắt thường thôi Trung đã không đoán ra được là chè bưởi rồi, huống chi là ăn vô. Cái này ngon á. Nhìn ăn mình thèm luôn đấy. Ta ăn không vậy? Em ăn không món vậy? Món gì đây? Đói quá hay sao vậy? Cái tinh thần tả nó quan trọng hơn cái việc tả đúng tả sai. Còn Dương nó ăn không à. Kêu tả hoài không tả. Tả được không? Quen thuộc không? Không quen thuộc anh đi luôn. Đợi em chưa ăn cái này bao giờ. Rồi đổi đi, đổi từ nào đi, đổi người ăn. Đổi về từ nào đi. Tôi muốn đổi thành viên luôn á. Thôi, thời gian đã quá lâu rồi. Xin cảm ơn các anh trai. Sau 6 phút 30 giây thì chúng ta chỉ nói được đúng có một món thôi ạ. Cũng có cố gắng, nhưng nếm không đáng kể. Dạ, món đầu tiên là mì gói và tuổi thơ của mọi người. Quá dễ. Quá dễ. Món thứ hai, cái món này là cái món gây lầm tưởng. Chắc quý vị khán giả ở nhà đang tưởng đây là món thịt khô hộp vịt phải không ạ? Dạ thưa không, đây là một món chè của người Hoa được mang tên hộp gà trà. Nè em không biết. Có ai biết món này không ạ? Em biết. Anh em miền Bắc là chắc không ai biết. Em không biết. Cái món này nha Đam, mà giải thích không được là tôi tức, dễ sợ tức. Cái món này bơ đậu phộng mà giải thích không được tôi tức luôn. Lúc ấy che mắt không thể tưởng được luôn. Chán thật sự luôn ạ. Dạ thưa quý vị, món thứ năm là chè bưởi thưa quý vị. Không tin được. Thực sự luôn ý. Đầu tiên trong cuộc đời em quả món chè bưởi mà không giống như chè bưởi trong tuổi thơ trong cuộc đời mình ăn bao giờ. Anh ơi khó cho đội em, chè bưởi này lạ quá, chè bưởi em ăn chỉ có bưởi thôi. Em ơi chè bưởi này nấu hơi dở, em chấp nhận đi. Mày là không phải do bọn em. Không phải lỗi giờ em trách là trách cái bà bán chè bưởi này mà nấu hơi dở. Còn cái này là giò heo giả cày. Giò heo giả cày. Đây này kêu con chó một cái là biết ngay luôn đó. Em muốn không ăn món này. Tức dễ sợ luôn vậy ta. Cảm ơn cái nhóm này. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần phải có trải nghiệm nhiều hơn với ẩm thực. Vô. Ai ăn trước? Kiều An. Càng yêu. Xin mời hai đội Kiều An Càng Yêu đeo khẩu trang mắt lên ạ. Dạ. Được chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Không, không có nổi. Em tưởng giống như là tôm ngộ không mà ở dưới núi ngũ hành á, đội nguyên cái núi ở trên người á, rồi không có ngóc đầu lên nổi á.
Các đồng đội không được sát nha. Ai ta không được dùng tay. Sát xuống nha kìa. Sát xuống. Mô tả đi. Màu, cái này cái trái mà Halloween người ta làm cái hình cái trái Halloween. Cái trái đỏ bự. Bí ngô. Tay nhiễm kìa. Món ăn là cái gì? Món ăn là cái gì? Súp bí đỏ. Được rồi. Rồi, đúng. Hai, ơi. Cổng bé Kiều lên mà cảm giác là giống như là sắp lộn mèo luôn vậy. Nêu Gip cũng hơi trông chênh. Ừ. Nhấc cái giò lên thôi, khỏi đu lên. Lụm. Ngon quá vậy. Thơm. Cái gì vậy em? Hai cái đứa này không có biết đứng tấn là cái gì hả? Đứng cái gì mà cứ rồi cứ xà nẹo nhau, tưởng là đang múa phim kiếm hiệp hay là cái gì đó. Sốc lên rồi mô tả đi. Sốc lên rồi mô tả. Nó cái người ta thử cái mùi thúi lắm nhưng mà ăn ngon lắm em. Sầu riêng. Đúng rồi. Nhưng mà nó là một cái lỏng. Chè sầu riêng. Tuyệt vời. Sa thiếu. Thiếu. Một cái chữ ủa, sầu riêng thì nó có một cái sự tơi tơi. Còn cái này là nó là một khối rồi xong rồi nó còn mềm nữa, mình không biết là cái gì. Thiếu. Thiếu là ăn rồi tàu viên coi gì nữa. Trời ơi, đứng đàng hoàng. Đứng chắc. Qua đi, đứng chắc qua nữa. Dòng lợi đi chứ mất thời gian. Mình cảm giác là hai người này không có sự tập trung trong trò chơi. Lúc đó rất là bực bội nhưng mà phải giữ mình. Tại sợ thua một lần nữa mọi người. Thôi qua đi, lần tiếp theo đi, đổi kiều đi. Tới là đích nữ nhiều rồi. Đúng rồi. Cái này nó đặt rồi đổ vô để tủ lạnh nó cứng rồi. Đứt đá. Không phải. Cái gì vậy? Đổ làm cứng lại. À, khổ qua cái gì? Cái gì? Rau câu. Đúng rồi. Hay quá. Ê nhưng mà phải nói mùi gì chứ hả? Cái vị. Mùi nó ít lắm. Rồi đúng rồi. Vừa phải cộng nè ghiếp mà vừa phải ăn mà vừa phải gợi ý đồ nữa, nói chung là mình cứ như là yếu đuối nữa. Sao là nó game là rất là nặng chứ không phải nhẹ. Cái này rau câu dừa. Không phải. Rau câu matcha. Không, nó thơm. Rau câu nha Đam. Không phải. Nó xanh nó thơm là gì cha. Thôi đổi đi. Ủa cái mùi này mùi gì mà sao không nghe gì chân vậy? Cái nhẫn tao linh hả? Gặm. Ở đây dễ đoán lắm nha. Cứ nhai đi, nuốt. Nói. Ăn vô cái là biết vị, quan trọng là bé Kiều có đoán đúng không thôi. À, cái này nó cũng bỏ vô tủ lạnh. Rồi không nữa nó cũng cứng lại. Màu gì? Nhưng mà nó không có vị. Màu. Tại sao tôi thấy màu mà tôi biết. Trời ơi, ăn. Mày biết cái đó. Nó nhớ ra cái màu gì ăn mà biết rồi hả? Diễn tả bằng chữ. Giống như tôi ăn trà xanh, tôi nói nó màu xanh, hiểu không? Cái này nó cảm giác nó vô vị thì chắc là màu đen thôi. Xương sao? Đúng rồi! Hay quá! Trời! Yes! Tuyệt vời! Quá thông minh! Trí não em ơi! Xuống rồi, quẹo phải kìa ơi! Ôi! Lên tới một chút! Đúng rồi, giữ thế nha, nó luôn kìa! Giữ thế đó, diễn tả luôn! Cái món gì mà nó sền sệt mà giống như là khoai lang với lại đậu xanh rồi quến với lại bột vậy đó. Tao nói cái món gì mà kỳ quá hà. Tiếp tục đi em, thông tin thêm. Không biết rồi. Đổi luôn. Mình đứng đó mình nhìn mà cũng không biết cái đó cái gì nữa mọi người. Sao mà kẹt biết được. Rồi cái đó ăn ống tre rồi, đừng ăn ống tre. Đừng ăn các bạn. Rồi cái đó ăn ống tre rồi, đừng ăn ống tre. Đừng ăn các bạn. Trời. Từ, Negif là người đã dẫn dắt em đi tập tạ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em vẫn còn tập, Negif đã nghỉ được một năm. Trời ơi! Tấn chắc vô! Trời ơi, này chơi rồi vô! Tấn chắc vô! Chú em này lên bớt quăng miếng lại. Mà hãy chuyển qua quăng tạ. Đây đúng không? Đúng, xuống thẳng. Đúng rồi, xuống luôn. Đúng rồi. Đúng. Nọ đó, em. À, xuất xứ. Xuất xứ ở nước ngoài. Nó là dạng cộng chứ không phải là hộp hộp giống cơm. Miếng. Nó là miếng. Nước ngoài. Gì phở à? Nước ngoài. Từ. Phải chỉ minh trình cho mấy món dễ cũng như là phở bò nè. Đó, cơm tấm, sầu riêng, bánh tét rồi đó.
mấy cái món nào mà nó nhân gian để cho mọi người dễ hiểu thôi. Là thất vọng về em nha. Cái đất nước đó nó có một cái nó có một cái tháp. Mì Ý hả? Quay lại. Rồi đã qua 5 phút dừng lại được rồi. Cái này không biết cái này đâu. Là mùa gì vậy? Ăn thử coi mùi gì vậy? Cái mùi gì đâu, cái này rau câu là đúng rồi. Rau câu hạnh nhân. Vị hạnh nhân. Rau câu hạnh nhân khó vậy? Nếu mà mình vô trò đó là mình thua luôn. Tại vì mình là một người không có sành ăn, có những cái món đó mình không biết. Cảm ơn đi Gift với Pháp Kiều đã rất là cố gắng, mặc dù là hơi chạy chập. Rồi sao cái món kia em hào hỏi không ra vậy cưng? Ủa, tại vì bây giờ để món đó em biết tên là gì cái đâu? Cái này là cái gì? Đúng không? Nó là cái gì? Giờ cho em dạ, thấy rồi nó là cái gì? Cái này giống như là đậu một em bé. Một em bé xanh. Em có phải em bé, em có con, em đẻ chưa mà em sao em biết cái món này? Đúng rồi, chưa, em chưa có tại con. Em, cái này tại em. Trong quá trình em lớn trong cuộc đời em cũng phải từng nhà ăn quá rồi. Nhỏ dưới quê uống nước gạo không mà đâu biết mấy cái này rồi. Đâu. Mà thí dụ nhưng mà hồi đó ăn rồi bây giờ làm sao mà nhớ được đúng không? Khó nhất là cái đó. Thôi được rồi, tốt. Xuất sắc rồi. Tốt rồi, xuất sắc rồi. Cái món này á là nãy nói là chè sầu riêng là sai, đây là bơ dầm sầu riêng. Đó, bơ dầm sầu riêng, riêng rồi. Trời ơi, thiết kế và chương trình hình như là muốn làm khó. Ăn miếng bơ mà nó sầu riêng. Khó hiểu thiệt. Cái này là chè hạnh nhân. Rau câu hạnh nhân cũng được đúng không? Rau câu hạnh nhân cũng được luôn. Đó, này xương sáo đúng nè. Đúng rồi đó. Sáo chính xác. Súp bí đỏ này đúng luôn. Súp bí đỏ không ba. Chính xác. Ủa? Khi em diễn tả em đã dùng từ đỏ trong các diễn tả em rồi. Cho nên khi nói súp bí đỏ là phạm quy. Quang Trung là người Bắc mà còn khiều tôi mà tôi cũng nghe nó Quang Trung còn khiều. Rồi. Xin mời mọi người xem lại hình ảnh sau đây. Cái đỏ bự. Bí ngô. Tay nhiễn kìa. Súp bí đỏ. Được rồi. Lanh quá ha. Tức ghê. Dính cái chữ đỏ đó thôi. Thưa quý vị, 2 trên 6 đáp án. Chúng cũng được rồi, cũng có điểm rồi, có điểm. 2 đáp án 6, tuyệt vời. Đỡ hơn đội đầu. Xin mời đội tiếp theo. Đội đầu một cái. Tôi xin báo cho các anh biết là tình hình thi thố của hai đội vừa rồi không thể xem thường bởi vì cực kỳ bết bát. Cực kỳ bết bát. Trời. Dạ, bây giờ xin mời hai anh đeo bịt mắt vào. Đây. À, anh tóc. Tóc em xin lỗi. Anh Win ơi, tóc. Anh Win ơi. Rồi, vén tóc ra cho em. Rồi, chuẩn bị. Bình tĩnh thôi nha anh em. 3 2 1 bắt đầu. Rồi, cúi xuống. Bình tĩnh em. Bình tĩnh em, đúng rồi. Rồi, trên lưng mới tính nha. Bún bò. Đúng rồi. Trước khi mà vào chơi cái trò chơi này ấy là mình với Cap là có rất nhiều cái ký tự để gọi là đưa cho nhau là nói phát là hiểu luôn. Và bọn mình đã test rất nhiều cái món ăn ở trên cuộc đời này rồi. Rất tự tin. Liên quan đến cái gì anh ơi? Không được nhúc nhích. Xúc xích. Ủa cái gì? Rồi tiếp. Hai. Không quên. Cứ chơi vậy hoài luôn ha. Chuyến thật rất là ăn ý với nhau. Không được dùng tay. Bỏ qua. Xuống. Rồi xuống. Qua mấy em ơi. Ê. Vô luôn. Nhận ra được không? Đi đi. Biết rồi. Đó là bỏ qua. Sarang. Hey yo. Sarang là cái gì vậy? Cái cảm giác mà gồng gồng như này. Xong đầu phải loát, xong ăn là phải nếm. Thật sự là những cái gì mà mình với Cap gọi là suy nghĩ và gọi là bàn chiến thuật với nhau là nó bay hết. Bác sĩ mà làm răng thì gọi là gì? Bác sĩ làm răng. Đúng rồi. Là gì sĩ? Bác sĩ nào bán nha đam? Chỉ cần đọc ngược lại là nham đa thôi là cấp tuyển đoán được ngay rồi. Bỏ qua. Sao không chơi vẫn đi? Thôi. Rồi xuống miệng luôn. Chiếm phần đồi tới sáng luôn. Đánh cắp. Bánh bắp. Cái gì được nhỉ? Có nhận ra được không? Không thì đổi em ơi. Biết rồi. Còn hai món. Còn hai món. Từ từ, bình tĩnh. Thôi em. Hai. Rồi. Cái này vô nè. Đúng rồi. Cái gì đây? Rồi, nhẹ thôi. Okay. Right, rồi, let's go. Cái này khó vậy. Mình ăn cảm giác nó mềm rất giống đậu phụ. Thế là một món đậu phụ sốt với cái gì đấy. Bởi mình có ngửi thấy vị sốt. Nhưng cái vị sốt này nó rất lạ. Cái gì nó thúi lắm. Chắc học dịch thúi. Cái gì thúi? À, núi. Không.
À chưa, không chơi chữ nữa rồi. Chữ nữa. Không chơi nữa rồi, hết rồi. Vừa nặng lại còn vừa phải ăn, xong lại vừa phải ngửi. Là mình lúc đấy là mình kiểu hoang mang tột cùng, là không biết là của cái món này là món gì ta. Hey, đi xa, đi xa. Từ từ. Đi xa, luôn. Mình đây. Rồi. Qua đây. Ôi, xanh. Cái này khó ăn quá. Ăn nhiều hơn nữa. Cái này ăn nhiều vô mới biết được. Cái này mà biết em cùi luôn á, thiệt. Hai đứa này không biết đâu. Vị như nào? Một loại nước nó đã bán ở cái cổng căng tin. Trà đá. Không, nó màu gì? Màu đỏ. Atiso. Hay quá. Hay. Cái này mà biết em cùi luôn á, thiệt. Hay. Mình thấy vậy là hay rồi. Quá hay rồi. Thì cái tâm đầu ý hợp, cái độ gọi là thần giao cách cảm, gọi là hiểu nhau giữa mình với Cáp thì mình nghĩ là không lệch được đâu. Và thế là bọn tớ được cộng điểm. Còn không còn thời gian không? Còn. Rồi, được rồi, tại ăn hết rồi thôi, qua 5 phút luôn rồi. Dạ. Coi như là hồi nãy nói là cái này là mức atiso đúng. Cái này là cháo. Miền Bắc không ít để ăn lắm. Còn cái này nó là súp bí ngô, cái này nha Đam. Cái này Cáp nếm. Trời, cái này nó bơ đậu phộng mà nó rõ ràng, nó dễ quá mà dễ mà không nói được em. Để đang mệt rồi. Còn cái này xúc xích nhúc nhích đúng rồi. Đúng rồi. Ai mà xúc xích. Cảm ơn em. Rồi. Vào càng nào. Anh em có bàn với nhau rất kỹ và sẽ có 2 hoặc 3 cái keyword. Thứ nhất là màu sắc, thứ hai là món khô hay món nước, thứ ba đó là đồ ăn chính hay là tráng miệng. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiếng là Xuyên qua, đúng rồi. Ăn luôn. Phải ăn nhai nuốt. Nói đi. Bún chả Hà Nội. Không xô thay đổi. Bao nhiêu tính toán thì nó cũng nằm ở đấy thôi. Hai bên là các đội khác ở ong để mà làm nhiễu loạn thông tin. Mình không có thể tập trung được. Sợi. Cơm chiên dương châu. Mi. Cho một pha. Spaghetti. Đúng rồi. Rất may mắn trộm vía. Đầu tiên là spaghetti là đúng luôn. Ê, từ. Sật qua. Phải. Xong phải. Phải. Đúng rồi. À, lại là nó. Lại là nó. Nó là một cái vị vô cùng quen thuộc, rất quen thuộc. Cái này hồi nhỏ ăn mà trắng. Nếm thêm kỹ hơn thì Phúc mới thấy mà có một cái vị béo rất là rõ của cái vị sữa bột. Thế là Phúc mới đoán ngay đó chính là cái bột ngày xưa hồi nhỏ mà mẹ cứ hay quấy cho ăn mà lúc ăn dặm ấy. Wow. Hồi nhỏ ăn trắng. Wow. Trắng mà mẹ hay ấy kiểu ăn dặm ấy. Nó đó. Nó vị ngọt ngày xưa mẹ hay cho ăn ấy. Sô cô la. Sữa. Thôi đổi đi. Đổi đi. Phúc diễn đã quá giỏi luôn ạ. Kiểu Phúc nghĩ rằng là mình đã giải thích rất là chi tiết luôn rồi nhưng mà chắc sao vẫn không đoán được. Tức hết cả ruột. Từ đi. Ok. Nhún xuống một cái. Rồi, lên. Rồi. Lùi lên em một tí. Phải. Bây giờ đã hiểu vì sao cái tên trò chơi là lên dậy. Ui dồi ôi. Jason vác lên lưng mà mình xong người mình cứ co quắp lại. Hai anh em là gồng cứng cái tay lại. Ui dồi ôi. Mỏi, siêu mỏi tay luôn. Ăn. Ăn to rồi. Mì quảng. Cái ở trong chè. Mà màu đen. Chất lâu trắng. Thạch đen. Xương sáo, xương sáo. Yeah. Xương sáo, xương sáo. Yeah. Qua. Mọi người sành ăn nha. Rồi. Ê. Xuống. Đi qua ăn trái. Đây, đúng rồi. Qua. Yeah, đúng rồi. Hộp. Kiểu một miếng kiểu siêu to ở trong miệng. Nó mặn, nó kiểu... Ôi, nó là một cái cảm giác vô cùng khó tả. Ok, này nó khó diễn tả quá. Đúng rồi. Đổi đi. Bỏ qua. Hay quá, trời ơi, thông minh. Khi mà biết đấy là trao thì mình mới là ôi, trong suốt 27 năm cuộc đời mình né cái món này không bao giờ mình ăn được. Thì cuối cùng lần này mình lại ăn, mà lại ăn trong một cái cảm giác mà kiểu mình còn không đoán được nó là cái gì. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, quả tròn thế, quả nhỏ. Ôi, rồi, đúng rồi. Hủ tiêu gõ. Ý, sầu riêng mà. Sầu riêng ấy. Có sầu riêng ở trong nhập từ nữa. À thế à? À, cũng đúng. Một quả màu vàng dài.
À, tập gym. Chuối, chuối, chuối. Đúng rồi. Đúng rồi. Chân tu quay. Hai bên quá ổn đi thật sự. Rất là ổn luôn á. Không fair play một tí nào hết. Nói đi, nói đi. À, là trắng miệng. À, bánh chuối. Đúng rồi. Đúng rồi. À, rõ ràng. Không ổn rồi, 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 rồi. Cửa luôn, cửa luôn, cửa luôn, cửa luôn. Rồi, xuống. Cái này cũng tập gym nè. Rồi, đúng rồi. Cái này cũng tập gym nè. Mày dễ nha. Quả này nó nhiều mắt đấy. Quả này nhiều mắt. Ờ. Quả gì? Các tổ khác đừng quỷ. Quỷ, quỷ. Đúng rồi, vừa nãy chúng tôi cũng quỷ. Không tập trung được luôn. Và chính vì thế mà chúng tôi rất là hoảng loạn. Đà Lạt, Đà Lạt, đúng không? Đà Lạt màu đỏ. Ờ, dâu. Đúng rồi. Dâu quá. Không, 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 không nghe gì, không nghe gì. Thanh mát, thanh mát. À, quả hồng. Không, không, không phải quả, không phải quả. Chờ Đức Phúc thấy ngon, ăn luôn vậy em. Hết cái dĩa rồi. Đó, khi ăn cái miếng đầu tiên thì mình tưởng nó là dứa. Nhưng đến cái miếng thứ hai mình ăn phải một cái lá. Và Phúc đã nhớ ngay đến cái biểu tượng của Đà Lạt. Rồi rồi, nó không phải là quả nhưng mà mình hay sử dụng làm mứt ý. Ở trên Đà Lạt màu đỏ đậm. Cái biểu tượng ấy, cái biểu tượng ở Đà Lạt ấy. Màu xanh lá, màu xanh lá. Từ 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 từ. Sắp xong nhớ, xong nhớ rồi. Có nhớ được cái Atiso, Atiso. Yeah! Wow! Atiso, Atiso. Yeah! Wow! 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 Ôi, anh Phúc đỉnh quá luôn. Đấy, quá luôn. Cái này là cái gì vậy? Cái món này bơ hả? Nhưng mà cái này là đúng là Atiso. Cái này đúng. Atiso, Atiso. Này Đà Lạt mà đúng không? Đúng, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Giỏi quá. Trời đất ơi, quý vị ơi, cái món đầu tiên là mì spaghetti đúng rồi, giỏi. Hợp lý. Cái này Phúc giỏi nè. Cái miếng này ăn mà ra một em bé tôi cũng lại ba lại. Khó lắm các bạn. Em nhớ tại vì cái món này là đến học cấp 1 em vẫn ăn. Ừ. Nhưng em không có tưởng tượng ra là cái bột trẻ em này. Ừ, tức dễ sợ chứ. Xương sáo đúng nè. Yeah. Ngày chao sao Phúc không biết em. À thế là em không ăn chao. Còn này là bơ dằm sầu riêng em ơi. Bơ dằm sầu riêng. Ờ, tự nhiên ra chuối tập chim gì có chuối ở đây nữa. Trời đất ơi, rõ ràng nó là của bơ mà tại sao diễn đàn nó thành quả chuối phải Jason. Ra ra Atiso đúng. Rồi, 1, 2, 3 món sau 5 phút 18 giây. Ba. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của hai anh em, cho nên đã vượt qua xuất sắc, đón được 3 món ăn trong vòng 5 phút. Không thì mấy đội khác á, liệu hồn với tôi đấy. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Concert anh trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9